Thái Phạm SBTN San Jose xin kính chào quý vị. Hôm nay thứ Bảy, ngày 25 tháng Giêng năm 2014, lúc 3 giờ chiều, chúng tôi hiện đang có mặt tại Santa Clara Convention Center Triad, thành phố Santa Clara, để gửi đến quý vị một vài hình ảnh về Đại hội Hoa hậu áo dài Bắc Cali kỳ thứ 27 do Ban Hoa hậu áo dài Bắc Cali tổ chức. Thưa anh Thái và toàn thể quý vị của đài SBTN, hình chất rất là hân hạnh được đứng nơi đây đại diện cho Ban Hoa hậu áo dài. Thưa quý vị, kỳ này là năm thứ 27 và Ban Hoa hậu áo dài đã có một chương trình đại hội rất là vui vẻ để tìm kiếm người hoa hậu cũng như các á hậu để sinh hoạt cộng đồng. Thưa quý vị, các em càng lớn lên ở nơi đây, sinh ra tại Mỹ thì các em càng xa lánh cộng đồng nhiều hơn. Và vì vậy, Ban tổ chức Hoa hậu áo dài luôn luôn muốn mang các em trở về nguồn, trở về với gốc của mình. Và vì vậy, Huyền Trân cảm thấy rất là hân hạnh khi các em đã và đang làm những việc đó, đó là bảo vệ nguồn gốc của chúng ta qua tiếng nói của mình. Xin Hoa hậu áo dài quý vị, cô Trúc Ngọc Như Thi. Chị có cái cảm giác gì khi mà chị, con gái của chị được đăng quang Hoa hậu áo dài Bắc Cali kỳ thứ 27 ạ? Thưa anh và thưa khán thính giả, thực sự ra là rất là rung và rất là hồi hộp. Thì cảm thấy là vui là con mình nó trả lời những câu hỏi rất là một cách ngoan ngoãn và thông minh. Thì em cũng, lúc này thì khó nói lắm, chỉ biết là mấy tiếng đồng hồ hồi hộp, chị rất là rung và rất là vui và rất là cảm ơn tất cả mọi người đã yêu thương và ủng hộ cháu trong suốt ngày hôm nay.